Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể kiểm soát cái data model của chúng ta bằng việc sử dụng thằng React nha. Cụ thể ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể làm thêm được một chức năng upload ảnh cũng như là chúng ta có thể preview image như thế này nha. Thì trước tiên ấy, thì mình sẽ đi làm một vài cái để chính rằng là mình sẽ đi design cái giao diện trước và sau đấy thì mình sẽ kiểm soát về nó bằng React. Thì đầu tiên các bạn sẽ làm như thế này cho mình này. Ở đây thì bản chất của vấn đề thì chính rằng là ngay ở phần dưới này các bạn này. Các bạn sẽ code như thế này cho mình nhé. Đây chính rằng là các bạn sẽ thêm cho mình hai cái div như thế này này. Mình chưa hề CSS đâu các bạn, mình mới CSS trên cái browser trước thôi để cho các bạn có một cái sản phẩm để demo. Thì trước tiên các bạn sẽ code như thế này cho mình nhé. Đây chính rằng là ngay ở dưới cái div gọi là div row như thế này này, các bạn sẽ sửa cho mình thành như thế này. Chúng ta sẽ có một cái label như thế này, upload file image, đồng thời thì các bạn sẽ cho mình cái thẻ input. Tuy nhiên rằng các bạn sẽ để cái thẻ input này là hidden nha. Nếu như rằng là mình không có thuộc tính này này, các bạn nhìn nha, mình không có thuộc tính này chẳng hạn này. Mình không có thuộc tính này chẳng hạn thì các bạn quay trở lại, các bạn sẽ thấy một điều đấy chính rằng là mình sẽ có một cái nút như thế này các bạn này, khá chỉ là xấu đúng không nào. Thay vì đấy thì mình sẽ để là hidden, các bạn sẽ để cho mình là hidden để cho nó ẩn đi này, đó, rồi. Tiếp theo nữa thì ở đây thì mình đã cho một cái div như thế này. Thì tạm thời các bạn chứ code như thế này đi. Dĩ nhiên rằng là sau khi mà các bạn code như thế này ấy, thì giao diện nó không đẹp được như mình đâu. Giao diện của mình nhìn nó đẹp như thế này cơ mà. Thì các bạn biết rằng là mình đang có một cái class là image preview. Thì bây giờ mình sẽ đi code class đấy cho các bạn xem này. Thì trước tiên các bạn sẽ cho mình một cái div như thế này. Đồng thời thì cái ảnh ở đây, cái ảnh đây chính là một cái ảnh online nha. Mình tạm thời mình chứ để như thế này đi để cho nó có một cái ảnh để hiển thị. Lát nữa thì mình sẽ hỗ trợ các bạn cách chúng ta có thể nhấn vào cái nút upload ở đây. Chúng ta sẽ lên cái ảnh preview ở đây nha các bạn, chứ không phải rằng là chúng ta như thế này đâu. Các bạn sẽ off cho mình cái dòng này. Đấy, mình sẽ off dòng này. Đồng thời thì mình sẽ mở cái dòng này lên. Đấy chính rằng là ban đầu ấy, khi các bạn chưa upload ảnh thì chúng ta sẽ có một cái chữ gọi là preview image như thế này. Rồi, thì đây chính là vấn đề đầu tiên mình đã có như thế này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ bắt đầu CSS các bạn này. Các bạn lưu ý một điều đấy chính là ở đây thì chúng ta đang có một file đấy chính là admin.scns. Thì ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ tạo thêm một cái file scns nữa nha. Model này, model create user, create user content. Đấy rồi. Thì ở đây thì mình sẽ đặt là gọi là manage user đi. Mình sẽ select trong thằng cha luôn. Manage user. Chúng ta sẽ gọi là manage user này, .scns. Đấy rồi. Thì đây chính là cái đầu tiên mình sẽ viết một cái file SCNS như thế này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vào component user của chúng ta, manage user, chúng ta sẽ import nó vào nha các bạn, manage này. Mình sẽ gọi là manage user.scns. Đấy, rồi. Mình đã import thành công cái gọi là component này vào rồi. Tiếp theo nữa thì ở đây các bạn này, mình sẽ xuất phát từ thằng cha nha, mình sẽ đi từ thằng cha. Đấy, rồi mình sẽ bọc thằng cha ở ngoài. Ở đây thì mình sẽ copy tiếp tới cái nội dung của chúng ta, đây chính là nó sẽ... các bạn lưu ý một điều nữa này, ở đây thì đối với cái component này, các bạn sẽ cắt cho mình cái thằng model này nha, các bạn sẽ cắt cho mình này. Và chúng ta sẽ để ở ngoài nha, chúng ta sẽ nếu như rằng là sau này các bạn muốn nội dung của nó để như thế này, nó sẽ bị... Việc mà mình cắt cái thằng model ra ngoài ấy, mục đích là để với vì rằng là hôm sau ấy, nếu như rằng là chúng ta CSS ở đây thì các bạn sẽ ở đây thì chúng ta cắt vào bên trong cái div này nha các bạn, bên trong cái thằng div user content này các bạn sẽ paste ra ngoài như thế này cho mình. Đó rồi. Thì mình muốn rằng là cái CSS của chúng ta, cái model user của chúng ta nó sẽ ăn theo cái thằng nếu mà chúng ta như thế này thì mình sợ rằng là nó không ăn cái CSS của chúng ta cơ các bạn. Mình không biết rằng là nó có ăn không đây. Thì để xem nào, nếu mà sai thì chúng ta sửa thôi, có vấn đề gì đâu đúng không các bạn. Rồi. Thì bên trong thằng này thì các bạn sẽ cho mình một class, đây chính là image preview nha. Các bạn sẽ copy cho mình class này. Mình sẽ cho một class là image preview. Đồng thời thì ở đây các bạn sẽ cho mình một cái là border đi. Border 1 pixel solid red này. Đó rồi. Trước tiên thì mình sẽ có một cái class như thế này. Các bạn sẽ code thằng CSS như thế này cho mình này. Tiếp theo nữa thì bên trong cái thằng gọi là bên trong thằng model user, các bạn lưu ý rằng là mình đã định nghĩa như thế này nhá. Tạm thời thì các bạn sẽ off cho mình cái ảnh như thế này. Chúng ta chỉ để mình cái thẻ span thôi. Và bên trong cái thằng manage user này, các bạn lưu ý rằng là mình đã bê cái thằng model user, mình đã bê ra ngoài rồi nhá. Mình đã bê ra ngoài như thế này rồi. Đấy. Tiếp theo nữa thì bây giờ mình quay trở lại với ứng dụng của chúng ta, mình refresh các bạn này, mình refresh để cho code giống các bạn này. Mình sẽ nhấn vào cái nút gọi là launch model. Các bạn sẽ thấy một điều đấy chính là chúng ta chỉ có cái này thôi. Lý do chúng ta không có cái ảnh ấy, tức rằng là đối với cái tab này mình sẽ CSS trực tiếp trên màn hình cho các bạn xem này, đây này. Mình sẽ đi CSS trực tiếp trên màn hình cho các bạn xem nha. Ở đây thì nó có một cái lỗi thì các bạn cứ để đấy đi, hôm sau thì mình sẽ fix sau. Đối với thằng image preview các bạn này, ví dụ ở đây mình sẽ cho nó một cái chiều cao nha, đối với thằng này này. Thì chúng ta sẽ cần có một cái chiều cao cho nó mà. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái chiều cao. Đây chính là các bạn sẽ cho mình khoảng 150 pixel nha, mình sẽ để khoảng 150 pixel đó. Rồi. Khi mà các bạn để chiều cao như vậy thì chúng ta sẽ to như thế này các bạn này, nó sẽ cao một chút.
Thì mình nghĩ rằng là do cái này nó không ăn các bạn này, hai này, mình sẽ cho nó một cái chiều cao khoảng 150 pixel đấy, rồi nhấn Ctrl S cho nó lưu lại này. Chúng ta quay trở lại thì mình nhấn là mình sẽ refresh một cái các bạn này. Mình sẽ refresh một cái thì có vẻ như rằng rồi, đúng rồi, chúng ta không ăn cái class này. Lý do chúng ta không ăn đấy các bạn bởi vì rằng là đối với thằng model ấy, khi chúng ta gọi cái model ở đây này thì nó không chèn vào chỗ này đâu các bạn này, nó không chèn vào nội dung vào trong cái user content đâu. Đối với thằng model ấy, nếu như rằng là các bạn inspect lên, các bạn lưu ý cho mình một điều này, sau này đôi khi các bạn CSS các bạn sẽ thấy một điều khác thường. Đây chính rằng là đối với cái model của chúng ta ấy, cái CSS của nó nằm ngoài cái deep root các bạn này, đây này. Cái model của chúng ta nó nằm ở đây các bạn này, đây này. Bản chất của thằng model đây chính rằng là nó tự động chèn vào ở cuối cùng ấy, trước cái thẻ body chứ nó không chèn vào deep root như thế này. Thành ra rằng khi mà các bạn muốn CSS cho cái model ấy thì có một cách đơn giản, đây chính rằng là chúng ta sẽ đặt một cái class name cho cái model đấy để làm class bọc ngoài. Sau đấy thì chúng ta sẽ CSS cho nó. Thành ra ở đây các bạn sẽ quay lại với cái file model cho mình. Bên trong cái file model này các bạn này, chúng ta sẽ cho nó một cái class name nha. Đối với model của chúng ta sẽ cho nó một cái class name ngay tại đây. Chúng ta sẽ cho nó một cái class name này. Mình sẽ cho nó một cái class name để chứng rằng là model as user đấy rồi. Ví dụ mình cho một cái class nó gọi là model as user này. Các bạn nhấn Ctrl S cho nó lưu và các bạn quay trở lại đối với cái gọi là cái trình duyệt của chúng ta. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có cái class có tên gọi là model as user ứng với các model của chúng ta chưa nào. Ok chưa nào? Và do nó nằm ngoài deep root, đấy chính là lý do tại sao mà các bạn CSS theo kiểu cha lồng con ấy nó không ăn cho các bạn. Thì bây giờ ấy, để CSS cho global thì các bạn sẽ bê cái thằng này này, chúng ta đừng ném nó vào bên trong cái thằng này nữa. Mà bây giờ mình sẽ ném nó vào bên trong thằng này các bạn này, mình sẽ CSS nó ra ngoài nha, mình sẽ CSS nó ra ngoài. Mình không cho nó gọi là bọc theo cái trình tự kia nữa. Đấy rồi. Các bạn thấy rằng là lúc trước thì chúng ta đang bọc hai class cha ở ngoài đây này, và hai class cha này vô hình chung nó lại không theo trình tự đấy. Thế nên rằng ở đây các bạn sẽ cần phải như thế này nha, chúng ta sẽ cần bọc đây mới chính là thằng cha của nó này, còn hai cái thằng phía trên không phải là cha của nó nha các bạn. Lý do nó không phải là thằng cha bởi vì rằng là cái model của chúng ta nó không nằm trong deep root này các bạn này. Deep root này chính là cái gọi là các bạn có thể mở ra, các bạn sẽ thấy rằng đây chính là cái giao diện React của chúng ta. Ok chưa nào? Đấy, bây giờ mình quay trở lại, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã có được một cái gọi là chúng ta đã có được một cái border như thế này rồi các bạn này. Ở đây mình nhấn launch này, chúng ta đã có một cái border như thế này rồi. Bây giờ mình muốn cho nó đẹp hơn thì bây giờ mình sẽ CSS trên giao diện cho các bạn xem nha. Rồi, thì trước tiên ấy, các bạn sẽ Google như thế này cho mình này. Các bạn sẽ Google cho mình một cái để chính rằng là CSS border. Các bạn sẽ cho mình một cái CSS border như thế này. Đối với thực tính border của thằng CSS ấy, thì nó có rất nhiều kiểu thuộc tính. Các bạn có thể xem ở trên trang này, này. Đây này, nó có rất nhiều kiểu border. Thì ở đây thì mình sẽ lấy kiểu dash nha các bạn. Nó sẽ gạch gạch như thế này cho mình này. Đó, bạn nào thích kiểu như thế nào thì các bạn có thể chọn nha. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái để chính rằng là border dash như thế này nha. Border style này, border style dash như thế này. Bây giờ mình sẽ quay trở lại đây và mình sẽ CSS cho các bạn xem này. Đối với thằng này thì mình sẽ cần phải click vào đây. Đây, chúng ta có một cái class đây chính là Image Preview. Rồi, thì ở đây sau khi đã set chiều cao rồi thì mình sẽ cho nó một cái đây chính là border này. Border 1 pixel nha, 1 pixel solid này. Mình sẽ gõ tắt luôn 1 pixel solid. Không phải từ solid mà mình sẽ là dash nha các bạn. Đây này, nó sẽ ra cái dash đúng không nào? Và ở đây thì mình sẽ cho nó gọi là cái màu của mình sẽ cho nó một cái màu nhạt nhé. Đấy chính là màu thăng CC để cho nó nhạt các bạn này. Đó. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái border radius nha. Border radius này. Để cho nó bo tròn nha. Mình sẽ cho nó 5 pixel. Đấy rồi. Ngoài ra thì mình muốn cái chữ preview image nó sẽ vào giữa. Thì ở đây thì mình sẽ làm như thế nào. Đấy chính là mình sẽ cho nó display flex đi. Để cho nó thành flex này. Tiếp theo nữa thì justify content center để cho nó vào giữa này. Đây mới là vào chiều giữa, chiều ngang thôi, mình sẽ cho chiều dọc nữa thì các bạn sẽ cho mình align item center nhé. Align item này center đấy rồi. Như vậy thì nó đã vào giữa rồi nha các bạn. Bây giờ mình muốn rằng là cái chữ preview image này nó sẽ nhạt đi này thì mình sẽ cho nó một cái color nha. Một cái color thì mình sẽ cho là thằng CC đó. Như vậy rằng là mình đã có được cái div gọi là preview image rồi nha các bạn, nó mờ mờ như thế này. Ok chưa nào? Rồi. Thì mình sẽ copy cái đống CSS ở đây nha các bạn, mình sẽ copy đống CSS này. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại, thay vì cái như thế này mình sẽ paste vào nhà các bạn đây. Như vậy rằng là mình đã CSS được cái thằng này đầu tiên, chúng ta đã xong được một vấn đề rồi. Bây giờ ấy, các bạn quay trở lại đối với cái gọi là cái model của chúng ta các bạn này. Thì bên trong cái model này, bây giờ các bạn off cho mình tab này nha. Chúng ta off cái preview image, các bạn sẽ mở cho mình phần hình ảnh lên. Chúng ta sẽ mở cho mình cái phần hình ảnh lên nha. Đây, mình sẽ CSS trước thôi mà. Đây, mình sẽ mở cái phần hình ảnh lên đó, mình sẽ mở cái hình ảnh lên các bạn này. Bây giờ các bạn quay trở lại, các bạn sẽ thấy một vấn đề, đây chính là cái ảnh của chúng ta nó tràn ra ngoài màn hình đấy các bạn này. Lý do nó tràn bởi vì rằng là cái ảnh của chúng ta to hơn cái div đúng không nào? Thành ra rằng ở đây các bạn sẽ Google như thế này cho mình này. Chúng ta sẽ Google một cái đây chính là CSS image fit div, tức rằng là chúng ta muốn cái ảnh của chúng ta nó chỉ vừa vặn với cái div thôi, chúng ta không muốn nó to hơn đúng không nào?
Ở đây thì mình sẽ lên Stack Overflow nha các bạn. Thì có rất nhiều cách để các bạn làm. Tuy nhiên rằng ở đây thì nó hướng dẫn mình một cách khá chỉ là dễ. Đây chính là chúng ta sẽ set cái chiều cao tối đa cho cái gọi là chiều cao và chiều rộng tối đa cho cái ảnh của chúng ta chính bằng cái div. Thì các bạn sẽ dùng hai thuộc tính này nha. Thì mình sẽ copy thằng này thôi. Thì ở đây thì cá nhân mình cũng không biết CSS đâu. Các bạn chứ Google và chúng ta copy paste và chạy thôi các bạn. Rồi. Thì muốn CSS cho cái image này, các bạn sẽ quay sang bên này. Tương tự cái thằng image preview đúng không nào? Thì image preview chính là class char, thì bên trong này thì mình sẽ cho nó class con nha, chính là cái thẻ img của chúng ta, mình sẽ paste vào đây. Đấy, xong mình sẽ set cho nó hai thuộc tính, đây chính là max max height và max width nha các bạn. Đấy rồi, nhìn cho nó đẹp nha. Bây giờ mình sẽ quay trở lại các bạn này, các bạn sẽ nhìn cho mình đó, như vậy rằng là chúng ta đã có cái ảnh ở đây rồi. Thì đây chính là bước đầu tiên, mình đã có được cái file image của mình rồi. Bây giờ mình muốn rằng là mình sẽ làm điều tiếp theo, thì chính rằng là chúng ta sẽ thay vì các bạn hard code cái ảnh như thế này, tức rằng là cái ảnh của chúng ta đang ở như thế này này. Bây giờ mình muốn rằng là khi chúng ta nhấn vào cái text này các bạn này, upload file image ấy, thì nó sẽ mở cái ảnh của chúng ta lên đúng không nào. Trước khi làm điều đấy, mình sẽ đi CSS trực tiếp cái title này của chúng ta để cho nó thành một cái nút nha các bạn. Đây này, mình sẽ đi tìm cho nó một cái nút. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một cái để chính rằng là đối với cái label của chúng ta ở đây. Đây, đây chính là cái label của chúng ta. Thì trước tiên thì mình sẽ quay lại cái model này, mình sẽ cho nó một cái class name nha. Ngoài cái form label này thì mình sẽ cho nó một cái để chính là label upload nha. Mình sẽ cho nó một cái là label upload đó. Rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ đi tìm cho nó một dấu cộng nha các bạn, tức rằng là chúng ta sẽ lấy cho nó một cái icon. Thì tương tự giống như hôm trước bên thằng admin này các bạn này, các bạn sẽ vào cái thằng React icon, mình sẽ quay lại đây và mình sẽ đi tìm biểu tượng nha. Đây, mình sẽ vào cái trang React icon này của chúng ta. Mình sẽ search cho mình một cái đây chính là plus, các bạn sẽ cho mình một dấu cộng nha. Đây này. Thì các bạn thích cái hình nào, các bạn có thể chọn ở đây nha. Ở đây thì có rất nhiều biểu tượng cho các bạn chọn này. Plus ở đây dấu cộng là để chúng ta có thể thêm mới ấy. Ví dụ ở đây thì mình sẽ lấy cái thằng gọi là FC plus nha các bạn. Mình không biết được rằng là rồi mình đã lấy được thằng FC plus rồi. Các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ paste như thế này cho mình các bạn này. Các bạn sẽ paste cho mình thằng FC plus và các bạn sẽ paste rằng như thế này cho mình. Các bạn sẽ sửa như thế này cho mình nhá. Đây này. Các bạn sẽ import như thế này. Các bạn đừng có import cái vế sau nữa, mình sẽ import như thế này các bạn này. Đây. Đây chính là một mẹo của mình thôi. Đấy, mình nhấn Ctrl S các bạn này. Sau đấy thì mình sẽ quay lại cái model user của chúng ta, các bạn sẽ lên trên cùng nha, các bạn sẽ paste vào đây cho mình. Đó, chúng ta sẽ import cái gọi là cái FC plus vào. Rồi. Tiếp sau nữa thì ngay ở trước cái gọi là ngay ở trước cái chữ upload này các bạn này, ngay ở trước cái chữ upload này nha, ngay ở trước cái chữ upload này, các bạn sẽ cho mình cái component đấy vào. Đó, mình sẽ gọi component đấy vào. Đấy, rồi, mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại xem rằng là chúng ta có lỗi gì không. Sau khi mà chúng ta gọi là chúng ta import kiểu này thì rất là láo, nên chính rằng là nó không cho chúng ta import kiểu ngắn gọn như thế này các bạn này. Thì thằng này khá chỉ là thốn đúng không nào. Thì mình sẽ cần phải tìm xem rằng là thằng FC là của thằng nào nha. Thì ở đây các bạn sẽ click cái phần F cho mình thì nó là flat color icon nha các bạn sẽ gạch chéo FC thôi, rất là dễ thôi. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một cái đây chính rằng là FC. Đấy, mình sẽ lấy là FC nha các bạn. Rồi, mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này. Thì bây giờ thì hy vọng rằng là nó sẽ không lỗi nữa. Thì đúng rồi, nó không lỗi nữa các bạn này. Mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ mở cái model của chúng ta lên nha các bạn. Đây, mình đã có một cái dấu cộng như thế này rồi nha các bạn, bên cạnh cái nút upload image của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ đi CSS cho nó này. Trước tiên thì mình sẽ đi CSS cho cái label của chúng ta. Mình sẽ nhấn vào dấu cộng ở đây để mình CSS cho cái label của chúng ta này. Thì điều đầu tiên mình làm thì chính là mình display flex đi. Thì sau khi mà các bạn display flex ấy, thì mình sẽ cho nó một cái đây chính là align item center nha các bạn. Đây này, mình sẽ cho nó một cái là align item center. Lý do mình cho nó như thế này là để cho cái gọi là cái nút dấu cộng và cái chữ của chúng ta ấy, thì nó gọi là nó bằng bằng nhau một chút, ok chưa nào. Bạn nào mà không thích cho nó bằng ấy, các bạn có thể bỏ thằng này đi, các bạn sẽ cho CSS cho cái thẻ span này nó thấp hơn một chút này. Đó, thì bạn nào muốn cho nó bằng thì các bạn có thể code như thế này. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một cái đây chính là mình sẽ cho nó một cái gap nha, mình sẽ cho nó gap một cái là khoảng 5 pixel nó sẽ cách ra. Đó, như vậy thì nó sẽ cách ra, các bạn nhìn này, đó, nó sẽ cách ra khoảng 5 pixel cái phần màu tím ấy. Thì ở đây thì mình sẽ làm gì tiếp theo, đấy chính là mình sẽ cho nó một cái là border nha, một pixel này solid red này, solid red này. Đó, tuy nhiên rằng là khi mà chúng ta làm như thế này ấy, thì nó đang ăn hết cái chiều rộng như thế này đúng không nào, thì nhìn nó khá chỉ là xấu. Thành ra rằng ở đây mình sẽ set cho nó một cái width nha, đấy chính là fit content. Việc mà mình làm cái width fit content ấy, thì nó sẽ fit vào như thế này cho nó các bạn này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái padding để nhìn cho nó đẹp nha. Padding của mình thì mình sẽ cho gọi là top và bottom mình sẽ cho nó khoảng 3 pixel thôi, nó sẽ cách ra một chút. Tuy nhiên rằng là thằng left and right mình sẽ nâng nó khoảng 5 pixel. Rồi, thằng left and right thì mình sẽ cho nó lên khoảng 10 pixel nha các bạn. Như vậy thì nó rộng hơn đúng không nào? Tiếp theo nữa thì mình sẽ cho nó một cái border radius đi, chúng ta sẽ gọi là border radius cho nó khoảng 5 pixel. Đấy, nó sẽ bo tròn. Thì thay vì cái màu như thế này các bạn này,
mình sẽ cho nó một cái background nha. Background này, background của mình thì mình ví dụ mình cho là red đi chẳng hạn. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấn vào cái hình hình này để chúng ta chọn màu nha các bạn. Đây này, các bạn sẽ di chuột xem rằng là cái background nào các bạn thích ấy. Thì ở đây thì mình cũng chẳng biết rằng là chúng ta nên chọn cái màu gì nhìn cho. Ví dụ mình sẽ cho nó màu vàng nha. Màu vàng như thế này thì nhìn nó hơi xấu nha. Ở đây thì mình sẽ cho nó một cái màu hơi xám một chút thôi nha các bạn. Bạn nào thích thì các bạn có thể cho nó đậm hơn nha. Thì mình sẽ lấy cái màu là EEE nha. Rồi, background của mình sẽ để là EEE. Đồng thời thì mình sẽ để cho nó là border none, để mình không cần border nữa đâu, bởi vì rằng là chúng ta đã có cái thằng background rồi. Đó. Như vậy rằng là mình đã có thằng này rồi. Tiếp theo nữa rằng là khi mình di chuột vào, mình muốn nó có hình bàn tay thì mình sẽ cho nó một cái là cursor nha, cursor pointer nha, cursor pointer. Xong. Rồi, bây giờ mình di chuột vào các bạn này. Đó, như vậy thì nhìn nó khá chìa ngầu đúng không nào? Mình sẽ copy cái đống gọi là đống class này nha các bạn. Mình sẽ copy đống class này này. Mình sẽ quay trở lại đối với cái CSS của chúng ta này. Bây giờ thì đối với thằng model này các bạn này, chúng ta sẽ đi xuất phát điểm với cái class của chúng ta đúng không nào? Đấy chính rằng là label upload này thì nó sẽ ngang hàng với thằng image preview. Thành ra rằng ở đây thì mình sẽ phóng nhỏ lại nha. Chúng ta sẽ có một cái class đây chính là label upload này. Đó, rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ paste cái đống gọi là đống CSS của chúng ta vào đây. Đây. Các bạn lưu ý rằng là cái gap này ấy, nó chỉ ăn cho với cái thuộc tính gọi là display flex thôi. Thì do bình thường ấy, khi mà các bạn dùng cái thằng display flex thì nó sẽ gọi là align item theo cái chiều ngang. Đây chính là lý do tại sao mình dùng cái từ gap 5 pixel ấy, thì nó sẽ tự động cách hai phần tử của chúng ta ra. Cái nút này các bạn này, cái icon và cái span nó sẽ tự động cách ra cho chúng ta. Đó, rồi. Thì đây chính là cái đống CSS của mình nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đối với cái giao diện của chúng ta. Mình sẽ refresh một cái cho nó chắc ăn các bạn này. Mình sẽ đi thử cái gọi là chúng ta sẽ đi thử cái model của chúng ta xong. Bây giờ mình muốn rằng là khi mình hover vào ấy, thì nó sẽ có một cái màu gọi là đậm hơn một xíu nha. Thì ở đây thì mình sẽ đi tìm nhanh một cái màu để cho nó đậm hơn một xíu này. Trước tiên thì mình sẽ nhấn vào như thế này, mình sẽ đi tìm cái màu của nó nha. Thay vì cái màu EE như thế này thì mình sẽ cho nó một cái màu đậm hơn. Đấy rồi. Thì ở đây thì mình sẽ lấy cái màu DC nha các bạn. Rồi. Thì khi mà các bạn hover vào, mục đích mình làm như thế này là để cho các bạn luyện cái phần CSS của chúng ta, cũng như rằng là chúng ta code thằng SCSS cho nó quen thôi mà các bạn. Rồi, background của chúng ta, background color thì mình sẽ cho nó một cái màu là DC nha các bạn. Hai cái màu thì nó chênh nhau một xíu thôi. Rồi, bây giờ mình quay trở lại thì khi các bạn di chuột vào thì nó sẽ như thế này. Mình muốn rằng là bây giờ khi mà các bạn di chuột vào như thế này, chúng ta nhấn vào cái nút này thì nó sẽ tự động gọi là nhảy ra một cái cho chúng ta upload file đúng không nào? Để làm điều đấy, các bạn sẽ quay trở lại đây cho mình. Bên cạnh cái phần label này các bạn này, thì bây giờ chúng ta mới cần một cái thuộc tính có tên gọi là label for nha. Đây, thì mình sẽ cho nó một cái thuộc tính này chính là HTML4, sorry các bạn nha. Đó, rồi. Cái thuộc tính HTML4 này này, nó sẽ mapping với cái thẻ ID của thằng input này. Tức rằng là thay vì các bạn click vào thẻ input này, các bạn có thể click vào cái label này. Ok chưa nào? Thì tại sao mà chúng ta lại cần cái thằng này? Chúng ta cần cái thằng này cho trường hợp như thế này để các bạn, tức rằng là ô input của chúng ta để ẩn đi. Thì trước tiên thì mình sẽ để hiện ô input cho các bạn xem nha. Rồi, ví dụ ở đây thì mình sẽ cho nó một cái gọi là label upload này. Đấy, rồi. Mình sẽ cho nó một cái là label upload như thế này. Upload, mình sẽ cho nó một cái là label upload. Đấy. Đối với thằng input này, các bạn sẽ cho mình một cái ID nha. Chính bằng, chính xác như cái này các bạn này. Chính map, nó sẽ mapping với cái label HTML4 cho mình. Đó, rồi. Trước tiên thì các bạn sẽ nhìn như thế này cho mình nha. Rồi. Mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta có hai cái này. Ví dụ như là các bạn nhấn vào cái chọn file, các bạn nhìn cho mình này, đây này. Các bạn nhấn vào chọn file thì nó sẽ mở lên cái giao diện để các bạn upload đúng không nào? Bây giờ các bạn cũng nhấn vào cái nút này, các bạn sẽ nhìn này. Đó, như vậy rằng là thay vì các bạn nhấn vào cái nút chọn file ở đây thì các bạn đặt cái thuộc tính HTML4 như thế này thì nó sẽ vô hình chung nó sẽ click vào cái thẻ input này cho các bạn, ok chưa nào? Thành ra ở đây thì mình sẽ để hidden nha các bạn, đây này, mình sẽ để hidden. Đó. Như vậy rằng là trên giao diện của chúng ta ấy, chúng ta không hề có nút chọn file, tuy nhiên rằng nếu mà các bạn nhấn vào đây thì chúng ta cũng chọn được file như thế này đúng không nào? Bây giờ mình muốn làm một điều tiếp theo đấy chính là khi mà các bạn nhấn vào cái chọn file ở đây thì chúng ta sẽ upload cái ảnh chúng ta ném vào đây đúng không nào? Để làm điều đấy thì trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải lấy được cái file mà khi các bạn upload ở đây. Thì trước tiên các bạn sẽ cho mình, chúng ta sẽ đi state hóa cái thằng React này của chúng ta lên. Thì điều đầu tiên mình làm đấy chính là mình sẽ đặt cho nó một cái email này, password, username và role đúng không nào? Chúng ta sẽ có 4 thuộc tính nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho nó một cái thuộc tính để chính là email này. Chúng ta sẽ cần một hàm để chính là set email. Và ở đây chúng ta sẽ gọi là useState nha, useState này. Mình sẽ cho nó một cái là rỗng nha các bạn. Đấy, rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ copy thằng này nha các bạn. Mình sẽ copy và mình sẽ export nó lên nha. Mình sẽ export nó lên. Sau thằng email chúng ta sẽ có thằng password các bạn này. Password này. Chúng ta sẽ có một thằng là username. Và cuối cùng thì mình sẽ cho nó một cái để chính là avatar. Hoặc rằng là ở đây thì mình sẽ đặt là image nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó là set password này, set password đấy.
chúng ta sẽ ở đây chính là set username đấy rồi. Image của mình thì mình sẽ cho nó một cái đấy chính là set image xong. Như vậy rằng là mình đã gọi là mình đã định nghĩa nhanh một vài cái state của thằng React rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ để cho thằng React nó kiểm soát đấy. Thì đối với những cái ô input này của chúng ta các bạn này, mình sẽ cho nó một thuộc tính đấy chính là thằng email của chúng ta này. Đó, cái giá trị của chúng ta là email đúng không nào? Tương tự thì đối với thằng password của chúng ta thì giá trị chính bằng password nha. Giá trị của chúng ta chính bằng password, password này. Tiếp theo nữa thì ngay đối với cái thằng này, thằng username của chúng ta, value của chúng ta chính bằng username. Đó, rồi. Thì bây giờ có một vấn đề ở đây xảy ra các bạn này. Bây giờ ấy, chúng ta sẽ cần phải cho nó một cái hàm onChain đúng không nào? Để khi mà các bạn gõ vào đây thì giá trị nó mới thay đổi. Nếu như rằng là các bạn chỉ thêm như thế này này, các bạn quay trở lại, các bạn gõ vào cái model này của chúng ta này, các bạn không thể gõ được bởi vì rằng là giá trị của nó đang bằng rỗng, nó đang ăn theo dòng React mà. Thành ra rằng ở đây chúng ta sẽ có một hàm onChain nhé, chúng ta sẽ cho nó một hàm onChain chính bằng chúng ta sẽ gọi tới biến event nha các bạn. Đấy, event, và ở đây các bạn sẽ gọi cho mình hàm set email này, chúng ta sẽ set email cái event.target.value. Đấy, như vậy rằng là mình đã code tắt nha các bạn đó. Chúng ta sẽ viết như thế này cho nó ngắn gọn nha. Tương tự thì mình sẽ copy cái hàm onChain này. Mình sẽ cho cái ô input của chúng ta để chính là thằng password của chúng ta nha. Thay vì set cái thằng này thì chúng ta sẽ gọi đến hàm set password nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ gọi là set password này. Set password đó. Rồi, set password này. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ làm điều tương tự đối với thằng này. Ở đây thì chúng ta đang sort một thằng nha các bạn, đây chính là row nha. Mình sorry các bạn nha, mình chưa có thằng này. Set username đó. Rồi. Thì nếu như rằng là các bạn code như thế này, bây giờ chúng ta quay trở lại thì các bạn sẽ gõ được những cái đống này bình thường. Ok chưa nào? Tiếp theo nữa thì mình sẽ quay trở lại đây, chúng ta sẽ cần phải có ngoài cái image này, chúng ta sẽ có một cái constructor nha, row và một cái là set row nha, chúng ta sẽ có một thằng set row chính bằng use state của chúng ta như thế này. Và ở đây thì mình sẽ cho nó một cái là rỗng như thế này, đó, rồi. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải kéo xuống dưới này nha các bạn, ở dưới này này. Đối với cái row của chúng ta thay vì cái selected đấy, chúng ta sẽ có cái thuộc tính đấy chính là default nha các bạn. Các bạn sẽ cho mình một cái là default. Thực chất rằng là các bạn không cần phải cho nó một cái selected đâu. Và ở đây thì các bạn sẽ cho mình một cái hàm onChain đối với thằng này nhá. OnChain của chúng ta này, onChain của chúng ta chính bằng, các bạn sẽ gọi cho mình biến event và chúng ta sẽ gọi đến hàm setRow thôi, setRow này. SetRow của chúng ta thì ở đây các bạn sẽ chuyển vào cho mình event.target.value nhá. Đó, rồi. Thì với cái giá trị mặc định của chúng ta thì mình sẽ để cho nó là user nhá. Đây này. Cái thằng row của chúng ta nó hơi khác biệt một chút thì mặc định thì mình sẽ để cho nó là tạo cái row của user thôi. Khi mà các bạn thay đổi thì cái row của chúng ta thay đổi theo. Và cuối cùng ấy, cũng là cái quan trọng nhất thì mình sẽ đi làm cái preview image cho các bạn xem này. Trước tiên thì mình sẽ viết một cái hàm, đấy chính là khi mà các bạn nhấn vào cái hàm, nhấn vào cái label này các bạn này, chúng ta sẽ cần phải bắt cái sự kiện đấy chính là khi mà cái ảnh của chúng ta được upload đúng không nào. Thành ra rằng ở đây thì khi mà các bạn nhấn vào cái nút đấy, bản chất của vấn đề khi mà các bạn nhấn vào cái chữ upload file image đấy chính là nó sẽ click vào cái ô input này đúng không nào. Thành ra rằng đối với ô input này mình sẽ viết cho nó một hàm onChain nha, tức rằng là khi mà các bạn viết một cái ảnh ấy đấy, rồi thì mình sẽ viết một cái hàm đấy chính là handle upload image này. Đó, rồi thì mình sẽ viết một cái hàm như thế này và mình sẽ truyền vào biến event nha các bạn. Đấy, sau khi mà các bạn đã có cái ảnh như thế này rồi ấy, thì mình sẽ lên trên cùng này, mình sẽ đi viết cái hàm của chúng ta nha, constructor này. Constructor chính bằng một cái arrow function, chúng ta đã có một biến event rồi. Đó, rồi. Trước tiên thì mình sẽ định nghĩa như thế này và mình sẽ có console log nha các bạn. Mình sẽ console log thôi, đấy chính rằng là upload file này. Upload file đấy, rồi. Trước tiên thì mình chỉ đơn giản như thế này thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta các bạn này, mình sẽ inspect lên. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào cái lăn cái model của chúng ta. Ở đây thì nó đang báo lỗi gì nhỉ? Bây giờ thì mình sẽ refresh một cái các bạn này. Refresh lại thì đây. Rồi, refresh lại thì nó hết lỗi rồi nha các bạn. Lỗi thì của lúc trước thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào nút upload, các bạn sẽ nhìn cho mình nhá. Đây này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn một cái ảnh đi, mình sẽ chọn một cái ảnh đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã chạy được cái chữ gọi là upload file rồi, tức rằng là cái hàm onChain của các bạn nó đã chạy mỗi khi mà các bạn nhấn vào nút upload ở đây các bạn này. Khi mà các bạn nhấn nút open ấy thì cái hàm onChain của chúng ta nó sẽ chạy. Bây giờ mình muốn rằng là chúng ta sẽ lấy được cái ảnh đấy thì làm sao để chúng ta có thể làm được. Thì ví dụ ở đây các bạn sẽ gõ cho mình nhá, React này, image preview đấy, rồi. Các bạn sẽ gõ như thế này. Chúng ta nghĩ trong đầu là cái gì thì các bạn sẽ gõ như vậy. Tuy nhiên rằng ở đây ấy, các bạn sẽ xem rằng là bọn nó làm kiểu gì, chúng ta sẽ lên Stack Overflow nó đọc. Cá nhân mình thì chẳng bao giờ mình đi nhớ gọi là cách làm như thế nào đâu các bạn, mình sẽ lên thằng này mình đọc các bạn này. Thì ở đây có rất nhiều cách để các bạn làm, tuy nhiên rằng chúng ta có một cách đơn giản thôi các bạn này, để chính rằng là chúng ta sẽ lấy ra được cái file mà các bạn upload lên ấy dựa vào cái biến event.target.file ở đây các bạn này. Các bạn có thể xem code của nó viết như thế nào, chúng ta bắt đầu thử thôi, bởi vì là chưa chắc rằng là cách làm của nó đã đúng hoàn toàn với của chúng ta. Thành ra rằng là ở đây thì mình sẽ copy cái biến này trước nha các bạn, mình sẽ copy cái thằng này trước này. Đây,
mình sẽ copy cái biến này ra và mình sẽ in ra cho các bạn xem này. Đấy, chúng ta sẽ có một biến này chính là event.target.file. Tuy nhiên là biến file này này, nó là một cái biến, ở đây các bạn sẽ cho mình là event nhé, event. Đó, rồi. Cái biến file này là một biến object đặc biệt của thằng JavaScript, thành ra rằng là chúng ta sẽ lấy phần từ đầu tiên. Hôm sau thì mình sẽ giúp các bạn tối ưu hóa sau, còn ở đây thì chúng ta chứ làm trước cái đã. Rồi, ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn một file ảnh nhé, mình sẽ chọn một file ảnh các bạn này, đấy. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là khi mà các bạn upload một file ảnh lên ấy, các bạn sẽ lấy được tên của nó này, size này, cũng như là kiểu ảnh, ok chưa nào. Thì ở đây thì mình sẽ gọi là mình sẽ đi tạo một cái preview image nha. Trước tiên thì các bạn sẽ vào đây cho mình này, các bạn sẽ cho mình một cái thì chính rằng là mặc định thì các bạn sẽ cho mình cái thẻ span này các bạn hiện lên, đó rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vào đây, các bạn sẽ tạo cho mình một cái state nữa, đấy chính rằng là con sư tử nha, con sư tử này. Con sư tử preview image này, mình sẽ tạo một cái biến này chính là preview, preview image và set preview image, đó rồi, preview image, đấy rồi. Và mình sẽ cho nó một cái là useState, rồi. Thì mặc định thì mình sẽ cho thằng này cũng bằng rỗng luôn nha các bạn. Các bạn có thể xếp bằng rỗng hoặc là các bạn xếp bằng null, nó cũng chẳng sao cả đâu. Đó, rồi. Tiếp theo nữa thì nếu mà chúng ta có cái Preview Image ấy, mình sẽ làm một cái điều kiện nha. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái điều kiện các bạn này. Nếu như rằng là chúng ta có cái biến Preview Image hay rằng là biến Preview Image của chúng ta khác rỗng này, khác Undefined này, khác null này, thì chúng ta sẽ chạy vào điều kiện này, đúng không nào? Thì nếu như rằng là chúng ta có thằng này, nếu mà có thằng này thì chúng ta sẽ in ra cái thằng gì? Nếu như rằng là có thằng này thì chúng ta sẽ in ra cái tab image của chúng ta luôn. Chúng ta sẽ in ra cái tab image của chúng ta các bạn này. Đó, rồi. Còn trong trường hợp mà chúng ta không có, thì mình sẽ in ra cái div span của chúng ta nha, preview image đó. Như vậy rằng là bây giờ mình đã dùng thằng React để mình có thể gọi là dùng cái điều kiện để hiển thị cái hình ảnh của chúng ta các bạn này. Rồi. Bây giờ mình quay trở lại nha các bạn. Các bạn sẽ thấy một điều đấy chính rằng là mình sẽ chạy cái model của chúng ta này. Đây. Chúng ta mặc định thì chúng ta đang có cái chữ này đúng không nào? Thì bây giờ ấy, nếu như rằng là mình thay đổi giá trị của biến này các bạn này, chúng ta gọi là chúng ta sẽ cần phải xét cái ảnh của chúng ta chính bằng cái ảnh của chúng ta ấy, chúng ta sẽ xét vào trong biến này. Như vậy thì nó sẽ vô hình chung nó sẽ hiện được cái ảnh lên đúng không nào? Thì ở đây ấy, thì có một cái điều khá chi là hay thì chính rằng là các bạn có thể dùng một biến có tên gọi là URL create object URL đấy các bạn này. Các bạn ném vào cái ảnh ấy, thì ngay lập tức nó sẽ cho các bạn một cái ảnh preview luôn. Tức rằng là nó sẽ tạo cho các bạn một cái đường link tại localhost dưới dạng blob. Tức rằng là dưới cái dạng này các bạn này. Dưới dạng blob, tức là cái mình nói đây các bạn này. Big Large Object Binary ấy. Tức rằng là ở phía client các bạn có thể đọc và hiển thị được. Thì đây chính là một hàm khá chỉ là hay của thằng JavaScript nha các bạn. URL.createObject đây các bạn này. Các bạn sẽ copy cho mình cái thằng này nha. Mình sẽ copy cái đoạn này. Đó, rồi. Mình sẽ vào đây. Và ở trên cùng này các bạn này, khi mà thay vì các bạn có sửa log như thế này thì mình sẽ gọi là mình sẽ gán nhé, mình sẽ set cái preview image của chúng ta, set cái biến preview image của chúng ta này, mình sẽ cập nhật giá trị của nó này, set cái preview image của chúng ta chính bằng cái url đây, preview image này, đó, rồi mình sẽ truyền vào cái url.createObjectURL như thế này, đấy, xong. Và ở đây thì mình sẽ cho nó một cái là event này, event, đó, rồi. Mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này. Ở trong hàm này thì mình đã cập nhật lại biến preview image của chúng ta. Giá trị của nó truyền vào, đây chính rằng là mình đã truyền vào một cái như thế này. Bây giờ mình quay trở lại và các bạn sẽ nhìn nhá. Bây giờ thì mình sẽ upload image này. Ví dụ ở đây thì mình upload cái ảnh Docker ấy. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta hiện cái ảnh như thế này rồi. Tuy nhiên rằng thay vì mà các bạn hiện cái ảnh gọi là cái ảnh hard code như thế này ấy, bây giờ thì các bạn sẽ dùng cho mình biến preview image nha. Các bạn sẽ ném vào đây các bạn này. Thay vì các bạn gọi là hard code như thế này, bây giờ chúng ta sẽ xóa thằng này đi. Các bạn sẽ xóa cho mình và các bạn sẽ truyền vào biến preview image cho mình nha. Đó, rồi. Bây giờ thì các bạn quay trở lại, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có hình con Docker như thế này các bạn này. Ví dụ nha, mình sẽ làm lại cho các bạn xem nha. Bây giờ thì mình sẽ chọn một cái ảnh hoàn toàn khác các bạn này. Đây, các bạn sẽ thấy rằng là mình có một cái ảnh hoàn toàn khác rồi. Và nếu như rằng là các bạn inspect lên, các bạn sẽ nhìn cho mình này, đây này. Thì việc mà các bạn dùng cái hàm gọi là URL đây này, việc mà các bạn dùng cái hàm gọi là URL create object URL ấy, thì ngay lập tức nó sẽ convert cái ảnh của chúng ta dưới dạng gọi là blob như thế này và nó cho phép các bạn có thể xem tại phía browser luôn. Thì đấy chính là lý do tại sao mình dùng hàm đấy và mình đã set giá trị của nó vào cái biến gọi là preview image. Đấy chính là lý do tại sao chúng ta làm như thế này. Tuy nhiên rằng là trước khi các bạn làm như thế này thì mình sẽ dùng một điều kiện if nha. If này, nếu như rằng là chúng ta có event.target này và này event.target.file này. Đó, và tiếp nha các bạn. Lý do chúng ta cần phải code như thế này là trong trường hợp mà người dùng không upload file ấy, thì chúng ta gọi là không set biến này nha các bạn. Trong trường hợp mà người dùng upload file ấy, thì chúng ta mới cập nhật cái thằng này các bạn này, set preview image. Còn else, còn trong trường hợp else nha các bạn, trong trường hợp else thì các bạn sẽ set cái thằng preview image cho mình bằng null. Đó, rồi. Chúng ta sẽ set preview image bằng null. Đó, mình sẽ truyền vào null nha các bạn hoặc rằng là các bạn sẽ truyền vào rỗng cũng được. Xong. Lý do mình code như thế này ấy, là để gọi là trong trường hợp mà các bạn không upload ảnh thì chúng ta sẽ hiện cái chữ gọi là preview image, còn nếu như rằng là có thì chúng ta không làm đúng không nào. Rồi,
Bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình làm cho bạn xem nha. Đây này, ví dụ như thế này này. Ví dụ bây giờ mình sẽ refresh một cái cho nó chắc ăn nha. Mình sẽ refresh để xem là chúng ta có cái gì. Thì bây giờ thì mình sẽ cho nó một cái ảnh của chúng ta này, launch demo này. Mình sẽ chọn một cái ảnh nha. Mình sẽ cho nó một cái ảnh đó. Rồi mình chọn ảnh thì nó lên được cái này, khá chỉ là ngon đúng không các bạn? Tuy nhiên rằng là trong trường hợp như thế này, nó có một trường hợp đấy chính rằng là các bạn không chọn ảnh, các bạn click ra ngoài cancel đó thì nó sẽ mất cái ảnh này đúng không nào? Thì để khắc phục vấn đề đấy thì các bạn sẽ off cho mình phần L nhé, tức rằng là khi mà các bạn không upload ảnh thì thôi, chúng ta không set thôi nha các bạn. Các bạn chỉ cần cho mình có đoạn if như thế này thôi. Rồi, bây giờ mình quay trở lại thì mình sẽ thử nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ upload lại cái thằng Docker các bạn này, mình sẽ upload lại thằng Docker đó. Rồi, ví dụ mình muốn thay đổi thì trong trường hợp mà mình không nhấn, mình không upload, mình nhấn cancel thì nó vẫn còn ở đây đúng không nào? Còn trong trường hợp mà mình gọi là trong trường hợp gọi là mình chuyển sang cái ảnh khác các bạn này, đó, nó chuyển sang cái ảnh khác rồi. Bây giờ có một điều khá chỉ là hay nha các bạn, tức rằng là sau khi mà các bạn đã set cái preview image rồi thì mình sẽ set cái image của chúng ta nha. Mình sẽ set cái image của chúng ta, đấy chính là cái biến image của chúng ta thì mình sẽ gán luôn bằng cái này, đấy chính là một cái file. Rồi mình sẽ set vào đây, các bạn sẽ sửa cho mình cái này bằng set image nha. Ở đây này các bạn sẽ sửa cho mình set image đó. Rồi lý do mình cần cái biến set image bởi vì rằng là trong video tiếp theo ấy, sau khi mà các bạn đã có được đống state này các bạn này, thì mình muốn rằng là sử dụng những cái biến này mình sẽ gọi lên server của chúng ta nha. Đấy, rồi mình đã sửa như thế này rồi. Bây giờ các bạn sẽ quay lại đối với cái gọi là các bạn sẽ mở cho mình cái component, các bạn sẽ mở cho mình cái component. Sau đây nữa thì các bạn sẽ lăn chuột xuống dưới cho mình. Ở đây thì khá chỉ là nhiều nhỉ, các bạn sẽ click vào cái phần header này cho mình này. Khá chỉ là khó nhìn nhỉ. Đây, đối với cái model của chúng ta thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái manage user ở đây các bạn này, các bạn click vào đây cho mình. Thì ở đây thì ngay ở dưới nó có một cái đấy chính là model user. Thì các bạn sẽ thấy cho mình này, đây này. Thì đối với thằng hook ấy thì khá chỉ là vui, đây chính là nó cũng bạt cái state cho chúng ta các bạn này. Đây này, nó có một cái state là hook đúng không nào? Ví dụ ở đây mình nhập cái email là Eric nha các bạn, Eric này @gmail.com này, @gmail.com đó. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã lấy được state ra rồi các bạn này. State của chúng ta là Eric đúng không nào? Password là 123456 chẳng hạn này. Username thì chính là hỏi dân IT này, đó. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã có được những cái trường này rồi. Thì hôm sau ấy, ví dụ như là ở đây này, ví dụ ở đây thì mình sẽ upload một cái file cho các bạn xem nha, upload một cái file này. Ở đây thì cái thằng này thì ở đây, các bạn sẽ thấy rằng là mình đã lấy luôn được cái state file của chúng ta rồi. Nếu mà các bạn nhấn vào đây này, name của chúng ta ấy, cũng như rằng là các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà các bạn nhấn vào cái path hook name ấy thì không biết rằng là nó có path được không. Đây, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã có đầy đủ công cụ của chúng ta rồi. Thì hôm sau thì mình sẽ dùng các trường thông tin này, mình sẽ ghép vào API để chúng ta có thể kết nối từ backend nha. Còn trong video này, chúng ta đã thành công trong việc gọi là dùng thằng React để kiểm soát những cái data này rồi. Đồng thời thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể làm cái chức năng gọi là preview image khá chỉ là ngầu đúng không nào. Thì trước khi kết thúc video này, mình sẽ review các file thay đổi nha. Các bạn có thể thấy rằng là về code ấy thì chúng ta sửa khá chỉ là ít thôi. Tuy nhiên rằng là việc mà mình giải thích cho các bạn cũng như rằng là việc chúng ta CSS thì tốn khá chỉ là nhiều thời gian. Đấy, thì đây chính là file đầu tiên. Tiếp theo nữa thì bên trong file CSS thì các bạn thấy rằng là mình đã CSS cho cái ảnh preview của chúng ta rồi này. Cũng như rằng là để upload được cái ảnh cho nó đẹp thì mình đã thêm một vài class cho nó nha. Ngoài ra thì bên trong cái file model user các bạn thấy rằng là mình đã import thêm cái gọi là cái logo hình dấu cộng ấy. Đồng thời thì để state hóa nó, tức rằng là để sử dụng nó đối với thằng React thì các bạn sẽ sử dụng như thế này cho mình nha. Đó, rồi. Thì ở đây thì mình đã cho nó một cái hàm như thế này để chúng ta có thể handle việc chúng ta upload file cho các bạn. Cũng như rằng là cái model của chúng ta mình đã đặt cho nó một cái class rồi, thẻ input của chúng ta đã cập nhật thêm giá trị cũng như rằng thêm cái hàm on-chain vào các bạn này. Thì đây chính là việc chúng ta xử lý đối với thằng React nha. Thì đối với thằng select này các bạn này, các bạn sẽ cho mình một thuộc tính nữa nha. Thì ở đây thì nó mới ăn các bạn này, các bạn sẽ cho mình một thuộc tính nữa, đây chính là value. Các bạn sẽ cho mình một thuộc tính nữa, đây chính là row nha. Đó, rồi, như vậy thì nó mới chính xác hoàn toàn. Rồi. Và cuối cùng thì đây chính là cái nút upload file. Các bạn lưu ý rằng là đối với thẻ input của chúng ta là để là file, đồng thời thì chúng ta để cái thuộc tính là hidden để cho nó ẩn đi nha các bạn. Chúng ta dùng thuộc tính ID này các bạn này, nó sẽ tự động map với thuộc tính nó gọi là HTML4. Ok chưa nào? Và cuối cùng ở đây thì mình đã dùng một cái điều kiện gọi là câu điều kiện để chúng ta có thể hiển thị hình ảnh hoặc rằng là chúng ta hiện cái chữ gọi là preview image nha. Thì trên đây chính là tất cả các file mình thay đổi trong video này. Trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.